mọi người đã on và đang xem livestream này chưa? Sao giờ? Đợi mọi người on xong sẽ giới thiệu với mọi người về cách làm đẹp của Quỳnh cho bạn nữ biết nha. Mọi người đã ăn tối chưa ạ? Hello. Hôm nay thì Quỳnh chuẩn bị đi chơi, cho nên là tranh thủ make up và làm đẹp để giới thiệu với tất cả các bạn nữ về cái bước nền mà trước khi make up để đi chơi, để cho các bạn nắm rõ nhá. Bây giờ thì Quỳnh đang chuẩn bị đưa chơi cho nên sẽ make up mà sản phẩm mà Quỳnh thường hay dùng, bước kem nền mà Quỳnh hay dùng ấy để đi. Cái kem nền mà Quỳnh hay dùng ấy để make up trước khi đi chơi đó chính là em này này, BCD Cushion Blush của Tony Moly. Và có rất nhiều bạn hỏi Quỳnh cách đánh nền như thế nào ấy và làm bước nền như thế nào cho da mặt mình đẹp và nhẹ nhàng ấy. Thì hôm nay thì Quỳnh sẽ giới thiệu với tất cả mọi người về em này, độ che phủ rất là tốt mà lại còn căng bóng nữa. Thì Quỳnh sẽ thử nghiệm da mặt của mình trước khi đi chơi luôn. Không gọi là toàn màu ư hay toàn nam thì nữ đâu hết rồi. Em con trai có đánh được không? Đánh được em ạ. Đây chính là mặt mộc của Quỳnh trước khi chưa đánh phấn, mà Quỳnh mới kẻ lông mày đánh ít son thôi. Và đây chính là em kem nền thần thánh của Quỳnh, luôn luôn phải có bên mình. Mà mình đã dùng qua rất là nhiều loại kem nền rồi, nhưng mà cái em mà Quỳnh yêu thích nhất đó chính là BCD Cushion Blush của Tony Moly. Thực sự là độ che phủ của em này rất là tốt ý, mà còn giúp cho da mặt của mình căng bóng nhẹ nhàng, cảm giác như mình không đánh một cái gì trên mặt ấy. Thế lắm, đi chơi mọi người có hỏi là sao da mặt căng bóng thế, thật ra mặt mộc thì sẽ không được căng bóng như thế, nhưng mà khi mà đánh em này vào thì cực kỳ là thích luôn. Đây, bây giờ thì Quỳnh sẽ đánh thử đưa ra mặt cho mọi người xem nha, để cho xinh đẹp trước khi đi chơi, không thì mọi người chê xấu vì mặt mộc. Mặt mộc có xấu không ạ? Bây giờ thì sẽ đánh em BCD Cushion Blush để vào nhá, của Tony Moly. Mọi người hãy nhìn này, có cả tem bảo hành luôn ạ. Nhưng mà để mua được hàng đảm bảo thì hãy lên vào hãng của Tony Moly. Đây chính là bí quyết thần thánh của Quỳnh Quân để trở nên xinh đẹp khi đi quay cũng như đi chụp hình. Mẹ phải đi chơi nên phải xinh đẹp. Em này thì không cần phải bàn cãi về hạt, về độ, về ấy của nó, về chất lượng của nó rồi, quá là ưa đẹp luôn. Nhìn chán với da mặt khác nhau nhỉ. Quỳnh thấy bây giờ có rất nhiều loại ý, nhưng mà loại này vẫn là tốt nhất, mà lại còn nhẹ nhàng nên cảm giác như mình không đánh gì ý. Đây, các bạn đã thấy chưa, đây chính là bí quyết thần thánh trở lên xinh đẹp. Mặt trắng xấu lắm. Rất là nhẹ nhàng. Các bạn hãy dặm đều phần, đều cái lớp này lên mặt nhá, mà không cần phải dùng phấn nữa đâu, tại vì nó đã là tạo như kiểu phấn nước rồi ấy. Nhìn nhá, da mặt đẹp chưa, căng bóng nhở. Em này mà đi chơi buổi tối thì luôn gọi là mướt luôn. Yêu không, giá hình như là chị mua lâu rồi, hình như là hơn 800 ấy, của Tony Moly, hơn 700 hơn 800 gì đó. Nhưng mọi người lên vào hãng để mua trực tiếp, bây giờ ngoài nhiều hàng giả hàng nhái lắm, không thể tin tưởng ở đâu. Khi mà đánh cái này vào rồi thì mình không cần phải kem nền kem nhức gì nữa,
Tại vì nó như kiểu một dạng phấn nước của mình rồi. Ở bên Hàn Quốc chuộng cái này lắm. Cho nên Quỳnh đã thử dùng luôn. Sau khi dùng cái này một thời gian thì đi đâu ai cũng hỏi mua ở đâu đấy. Mua đâu khoảng giờ, ở đâu còn không mình nói. Đã thấy không? Căng bóng, che luôn cả mụn đấy. Hello Kiều Đạt. Con Bạn trai được. Minh sang nhà luôn đi. Đánh được nha. Bạn Minh sang nhà luôn đi. Các bạn nam nào mà muốn trở nên xinh đẹp thì cũng có thể dùng luôn lên này. Mình có người yêu không? Thật là đẹp luôn, lung linh. Căng lên nhẹ nhàng. Quá đẹp. Không cần phải quảng cáo gì về em này, hãy đánh đi chơi thôi. Bạn nào tò mò thì có thể inbox mình giới thiệu sản phẩm cho nha. Em BCD Cushion Blush của Tony Moly thì chắc là nổi tiếng, ai cũng phải biết rồi chứ. Sao lại đánh xong lại cảm thấy xấu hơn lúc chưa đánh là sao? Đẹp. Chị dùng son gì vậy á? Tên em xin tên chính xác sản phẩm ở BCD Cushion Blush em ra Tony Moly đây này, em có nhìn thấy không? Cho kem xôi nhìn xấu hơn hay là đẹp hơn? Con trai dùng được nha. Nếu mà muốn tán gái thì đâu, nếu mà muốn tìm bạn trai thì em có thể dùng. Đẹp chưa? Các bạn nữ là muốn xinh đẹp thì hãy dùng em này đi, chứ đừng có dùng một lớp kem nền dày cộp xong cho thêm một lớp phấn nữa thì nó kinh khủng. Nói chung là bây giờ người ta thiên về tự nhiên đấy, cho nên dùng cái nào tự nhiên là tốt nhất. Cảm ơn thằng Nguyễn. Đánh xong lớp này thì sẽ đi chơi đây. Đẹp hơn à? Mọi người ăn cơm chưa? Đi cục thì cũng đã xong. Cho thêm một ít. Hello Thu Thảo. Cho cái tên sản phẩm tớ tặng bạn gái á. Đây, tên sản phẩm là BCD Cushion Blush. Các bạn có thể đến Tony Moly. Bên này có nhìn thấy chữ B và C và D không? Nhưng mà nên vào trong hãng mua nha, đừng có mua ở ngoài, tránh phải hàng giả, bởi vì bây giờ người ta dùng giống đến 100% luôn, cho nên khó nhận biết được hàng giả quả thật lắm. Tốt nhất cứ lên vào hãng mua, tặng người yêu là tốt nhất. Thật ra mua ở showroom của Tony Moly em có thể search trên mạng có rất nhiều đấy. Thì như ở Cầu Giấy cũng có một showroom. Đẹp quá. Bây giờ đánh son vào nha. Tí chị sẽ viết tên sản phẩm cho mọi người nhá. Hi hi, đã xinh đẹp chưa nào?
Dạ, viễn mi đúng rồi chị ạ. Nó dạng như kiểu kem nền nhưng mà gọi, nói chung là gọi là phấn nước. Dùng thích lắm chị ạ. Chị nhìn ra mặt em đây, căng bóng nhẹ nhàng kiểu như mình không đánh gì luôn ý. Giống Hàn Quốc mà không bị kiểu già dặn ý. Chị bây giờ cứ đánh một lớp kem nền cả phấn lên bị mà bị làm sao là không được tự nhiên ý. Cho thêm một chút má hồng. Bôi cái lọ mà trẻ đi 10 tuổi trong kem xô mà anh chung người rồi. Chuẩn bị đi chơi đây. Tùng Thanh, anh thích đánh được dục lâu trôi không bạn? Tất nhiên là lâu trôi rồi thì mình mới dùng chứ. Nó bám chặt vào da mặt, nó thấm vào bên trong da mặt luôn ý. Mà cái này nó còn giúp cho mình dưỡng ẩm nữa, không bị khô da tầm mùa đông. Da lúc nào cũng cảm giác căng bóng. Môi đẹp thế. Thế hàng đầy người dùng mà mặt Tony Moly đó là thương hiệu rồi các bạn ơi. Chiên cánh cút xuống ok mà dùng thích cho ai. Chị bị nghiện em BCD Cushion Blush của Tony Moly, nó kiểu nhẹ nhàng mà không bị còn căng bóng giống như của Hàn Quốc ấy. Chị đánh phấn loại gì á? Đây là loại kem nền BCD Cushion Blush của Tony Moly em mê. Chị thích em này bởi vì nó rất là nhẹ nhàng mà không mà mình giúp không làm đi đâu vội vàng ấy. Chỉ cần một lớp em này xong cho thêm một ít má hồng vào nữa rồi là đã cảm giác như quá là đẹp luôn. Che hết cả khuyết điểm nữa, mụn miết các thứ. Hello. Chị không đeo lên. Chị có tạo khối đó không chị? Chị không. Chị ơi, loại gì đây á? Đây là loại kem nền và dạng như kiểu phấn nước của Tony Moly. Là chị không là chị Thành chị sẽ đến nha Quỳnh Mai Đỗ. Cảm ơn Trâm Mario. Tốt nhất là muốn sử dụng em này đảm bảo ấy thì lên thì các bạn nên vào hãng của Tony Moly nhá. Thì bởi trong đấy là mà bán đồ chính hãng thôi mà lại còn an toàn nữa. Không mà dùng sản phẩm linh tinh là da mặt sẽ bị nổi mụn ý. Mà da mặt nào mà dễ kích ứng thì nhanh hỏng lắm, bị lão hóa hết đấy. Cho nên muốn đẹp và muốn đẹp lâu dài thì nên một ít tiền, tốn một ít tiền để mua những cái mỹ phẩm tốt nhất. Và phải có thương hiệu nữa nhé. Không thì hỏng hết cả da mặt, nhanh già lắm, bị người yêu chê đấy. Chị đang dùng màu nền gì thế á? À? Đây, chúng là loại này. Bây giờ thì khi mà đánh lên ý thì cảm giác như những cái này cảm giác như là thấm hẳn trong da mặt của mình ý. Thế lắm. Mà nó che được khuyết điểm tốt. Thứ hai là mình đặc biệt thích sở thích của em, thích ở em này đó chính là độ căng bóng và nhẹ nhàng. Không hề bị dày luôn.
Có thể nhìn thấy không? Nhìn ra mặt chưa? Chị mua ở showroom có giấy Tony Moly em ạ. Cảm ơn Dương Phương Thảo. Bây giờ Hoàng Gia Vũ ăn cơm chưa? Hello em nhóc siêu quậy. Xin link của Tony Moly á. Tí chị gửi cho, tí chị đăng chị gửi cho nhá. Mọi người hình như mày đi chơi mùa 2 tháng 9 hết rồi sao ấy. Chưa, bây giờ vẫn chưa đến giờ đi chơi. Hello em Nguyễn Tiến Quang. Hello, lên sân trường hôm nay mùa 2 tháng 9 mọi người có đi xem pháo hoa không? Em chuẩn bị đi đây. Chị mua rồi bán đi cho đảm bảo ạ. Em ra hãng của em ra showroom của Tony Moly nhiều lắm, chị không thích. Chị ngại bán lắm. Biệt là ở em này quá là tôi nghĩ chị 21 tuổi rồi còn tí chị sẽ gắn link sản phẩm này và showroom của BCD Cushion Blog này cho mọi người nhé, để mọi người không phải tò mò, không nói đi nói lại nhiều mệt quá. Chị á, son này của chị dùng là son màu cam, đỏ cam. Bạn chị đi Nga về mua tặng chị. Chứ ở Hà Nội, ở hình như ở Việt Nam thì không có hết rồi. Mọi người cứ hỏi son đi. Gia liệt là vì NBC Cushion Blush của Tony Moly đó. Bây giờ thì cái gì ta? Cho hộp đánh cho trắng là sao? Hello Nguyễn Ngọc Nghĩa nha. Chuẩn bị đi đây. Chưa, nhầm rồi. Chị có người yêu chưa? BCD Cushion Blush của Tony Moly nha bạn Nguyễn Trẹo. Đọc chậm hết mức rồi đó. Đây là kem nền kiểu phấn nước của Tony Moly đấy em, mới ra đấy, căng. Hello Đức Cảnh nha.
Mọi người, hello Kiệt. Sao hôm nay nhiều người, hình như mọi người đi chơi hết rồi đấy, chả ai ăn mấy, hay sao ấy. Chuẩn bị đi chưa cả nhà ơi? Cho mình đóng kem xôi về á. Thì đã đi về hỏi đạo diễn với cả sản xuất nha. Cảm ơn Đức Cảnh. Đánh sáng cho em rồi. Giờ này make up rồi đi đâu? Đi xem bàn pháo hoa, đi chơi. Hello Lê Quang Huy. Ở nhà tự kỷ thôi, thế hả? Buồn thế. Sau tất cả đã trở về với nhau, tự như chưa bắt đầu, tự như ta vừa mới quen. Em chào anh Giang Hoàng. Bọn Minh Đào xong rồi. Ai vừa đi qua chị thế á? Ma đấy. Là rốt cuộc là chị có người yêu chưa? Hay em làm người yêu chị? Em tìm nơi mới đi ạ. Bây giờ mọi người vẫn chưa đến đón. Hát mẹ anh cứ đi đi nào á. Từ khi anh hình như không thuộc bài này, dùng mỗi bài cho tất cả. Hello Phan Thắng. Phan Thắng á? Anh Bơm. À rủ anh Bơm sang đây. Cảm ơn idol. Hello Hữu Lê Huy. Rủ anh Bơm sang đây. Anh Bơm á? Sao cái này nó toàn tự tắt thôi, nóng quá hay sao? Yêu anh không? Yêu anh thì anh Minh nhà chị không? Là em vẫn còn dễ em xôi mà. Em sinh năm 95 ạ, 21 tuổi. Chị chào Bùi Hồng Thành. Cảm ơn Long Đình nhá. Thì 95 già rồi, đi làm nhiều rồi, va vấp nhiều rồi nên già là đúng thôi. Em chào xong rồi mà. Chị dùng đây, chị dùng cái này này. Distribution Blood của Tony Moly.
Có cả tem của bộ công an luôn nha. Dùng cái này da mặt sẽ rất đẹp. Nhìn da mặt chị chưa? Đây là bí quyết làm đẹp của chị khi đi chơi đấy. Chị đang ở nhà Nguyễn Hoàn Nguyễn ạ. Chưa, mình đặt sang nhà em chưa? Sang đi. Hello Diệu Ly, mình đặt sang nhà em đi, vì em đang live stream. Bảo sang luôn đi, mọi người đang đợi rồi. Em đã sang đi, mọi người đang đợi rồi. Chưa, mình đặt rồi. Ừ, Thanh Huyền, Lệ Băng là bạn chị. Em bỏ một cái đèn nữa, em cần điện thoại. Cho em một cái đèn thoáng sáng được không? Để tay xong này mình sẽ mất đèn. Em đang chuẩn bị đi chơi ạ. Lên đây cho sáng. Đang đợi bạn sang đón mình đi chơi. Sáng hơn. Đỗ Văn Đạt. Không gặp vào chỗ Trầm á. Để có một làn da đẹp, hãy dùng NBC Cushion Blur. Đây là quảng cáo đóng kiểu dưới phây. Đình Dũng, phi công đâu mà phi công. Chị có phải bà già luôn mà phi công. Anh ơi, gọi cho anh Đạt đi. Hát về gì bây giờ kìa? Hát giống kiểu Hạ Vi nhá. Sao tất cả mình lại trở về với nhau? Thứ như ta vừa mới quên. Sao tất cả chẳng hề đổi thay. Anh chào mì, vừa gửi nhà xong. Nhà chị bố mà. Quỳnh đang tắm thì làm một thế này và gọi điện không nghe. Con đang đây bảo là đang tắm bay xuống. Đây chính là em này nhá. Mọi người tí nữa Quỳnh sẽ gắn link để mua sản phẩm này.